Chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình đặc sản miền sông nước. Quý vị thân mến, mảnh đất phương Nam tập trung hơn 20 loại bún mang những nét đặc trưng riêng từ các vùng miền khác nhau. Hương vị đặc trưng của các vùng miền của từng món ăn đã được bảo tồn và cùng với sự biến hóa rất là khéo léo của người nấu sẽ giúp thực khách cảm nhận được một hương vị thơm ngon. Và các món bún ở Nam Bộ chính là những món ăn rất là mộc mạc. Có món tuy hơi cầu kỳ một tí trong khâu chế biến, nhưng đó cũng là một phần thói quen, nếp sống và là nét đẹp văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Là một trong nhiều loại thực phẩm được chế biến từ gạo, bún đã trở thành món ăn quen thuộc, gắn bó với đời sống người Việt Nam. Qua hàng ngàn năm, ở mỗi vùng dân cư, bún kết hợp cùng các đặc sản của từng địa phương để tạo nên những món ăn độc đáo. Ở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều món bún được chế biến nhiều cách ăn như bún cà ri, bún riêu cua, bún thịt xào, bún nước lèo, bún mắm, bún vịt, bún cá, bún suông. Được mọi người ưa thích đến mức thường dùng thay một bữa cơm chính vào bất kỳ thời điểm sáng, trưa, chiều và cả buổi tối. Trước tiên xin nhắc đến món bún đặc trưng Nam Bộ là bún cà ri. Cà ri là một trong những món ăn phổ biến và được ưa chuộng trên khắp châu Á. Khi du nhập vào Nam Bộ Việt Nam thì được người đầu bếp sáng tạo thêm. Đặc biệt nhất là có sự hiện diện của nước cốt dừa trong nồi cà ri. Vậy là ta có món cà ri phong cách Nam Bộ. Bún cà ri thường nấu với thịt gà, thịt vịt, kết hợp cùng các nguyên liệu như nghệ, sả, hạt điều, lá thơm. Đều được trồng sẵn đâu đó sau vườn nhà. Các loại hương vị được pha trộn, nấu lên, hòa quyện nhau, tạo thành một hương vị đặc biệt hấp dẫn mà vẫn giữ hương đặc trưng, đậm đà, thơm ngon của mùi cà ri. Xứ nước ngọt, sông ngòi chằng chịt, cơ mang nào là cua đồng béo mập. Vậy là người Nam Bộ có món bún riêu cua đồng. Khác với món bún riêu của người miền Bắc, miền Trung, bún riêu của miền Tây được sử dụng nguyên liệu có sự khác biệt, phù hợp với khẩu vị của người dân nơi đây. Tô bún riêu nóng hổi của người Nam Bộ đặc biệt không dùng mắm tôm như người miền Bắc, mà kết hợp loại mắm ruốc, loại mắm dậy mùi màu nâu tím đặc biệt ngon. Bún riêu nóng ăn cùng với ớt cay nồng, nước súp nóng hổi màu cam nhạt, có vị chua cà chua chín, vị thơm của hành phi, vị béo của riêu cua đồng tươi, huyết heo, tàu hũ. Đôi khi còn tăng cường thêm vài lát thịt heo luộc trong nồi súp, nên phần da chuyển màu vàng cam thật hấp dẫn. Tất cả tạo nên một món ngon tuyệt vời. Bún bò cay, gọi là bún bò, nhưng đây không phải là loại bún bò xứ Huế, như suy nghĩ của mọi người thoạt nghe lần đầu. Đây là một món ngon đặc trưng của vùng đất Bạc Liêu mà mỗi khi du khách đến thăm vùng đất này đều muốn thưởng thức cho bằng được. Bún bò cay chỉ nấu với thịt bò và sa tế, tạo cho món ăn có màu đỏ tươi đẹp mắt, hương vị đặc biệt và cay nồng. Những người sành ẩm thực cho rằng món bún bò cay phải ăn nóng mới ngon. Vị cay cùng với sức nóng có công dụng làm các lỗ chân lông toát mồ hôi, giúp giải nhiệt cơ thể. Thịt bò để chế biến bún bò cay có nhiều loại như nạc, nạm, gân, gầu. Nhưng khi chế biến xong đều phải có độ mềm dai, vừa phải và giữ được hương vị đặc trưng. Ở quê hương sông nước miền Tây còn có món bún bì, bún thịt xào. Tuy đơn giản mà hấp dẫn không kém. Về miền Tây, bạn sẽ thấy những món bún này được bán vào buổi sáng như một món điểm tâm gọn nhẹ. Và không chỉ ăn sáng, người ta còn làm để ăn trưa, ăn chiều như một món chính. Cũng là sợi bún trắng kết hợp cùng các loại rau thơm, xà lách, dưa leo sắc sợi nhuyễn. Bên trên bày thêm một đũa bì hoặc thịt xào củ hành. Rồi chan thêm nước mắm chua ngọt. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng khi các nguyên liệu này kết hợp lại,
ta dùng đũa trộn đều lên và bắt đầu thưởng thức, thì một miếng, hai miếng, ba miếng, rồi thoát cái tô bún hết lúc nào không hay. Người ăn mạnh có thể ăn một lúc hai ba tô, còn phụ nữ thì xong một tô, e dè, không dám gọi nữa, nhưng bụng thầm luyến tiếc. Chúng ta vừa xem qua một vài món bún đặc trưng của vùng đất phương Nam, thưởng thức với các loại nước lèo, nước súp được lấy vị ngọt từ thịt. Nhưng mà chưa hết đâu, vùng đất phương Nam còn nổi tiếng với các loại bún cá nữa. Đối với thực khách bốn phương thì các món bún cá là món ngon trứ danh. Chẳng ai biết và cũng không ai có thể nhớ xuất xứ của món ăn này. Chỉ biết rằng các món bún cá là món ăn rất được yêu thích. Có lẽ một phần cũng vì hình ảnh miền Tây thường gắn liền với sông nước, nhiều tôm, nhiều cá, nên các món ăn được chế biến từ cá luôn chiếm một vai trò rất là quan trọng trong văn hóa ẩm thực chăng? Nói đến bún cá ở miền Tây thì bạn đừng nhầm lẫn hoặc suy tưởng hương vị giống với các loại bún cá đặc sản ở miền Trung nhé. Vì các món bún cá ở miền Tây có hương vị đặc biệt và rất miền Tây. Đây là món ăn bình dân mà người ta có thể ăn ở mọi chỗ, mọi nơi và bất cứ lúc nào. Hãy điểm qua một vài loại bún cá sau đây. Bún cá Châu Đốc. Trong nước lèo của món bún cá Châu Đốc còn có thêm ngải bún, vị ngọt thanh tự nhiên và thơm lừng đượm vị ngọt tươi của thịt cá lóc. Nước lèo phải trong, có vị ngọt từ xương cá, đậm đà và không tanh mùi cá. Phần nạc cá được ướp gia vị cùng bột nghệ và được xào sơ cho thấm gia vị nên rất thơm, dẻ và ngọt. Vài củ sả đập và củ nghệ tươi giã nhuyễn và một ít mắm ruốc là gia vị không thể thiếu, góp phần tạo nên hương vị đặc biệt cho món bún cá. Bún cá Châu Đốc ăn cùng với các loại rau muống bào, bắp chuối non, giá, rau nhút. Và nếu có thêm bông điên điển mùa nước nổi nữa thì ngon quên thôi. Ai về Rạch Giá Kiên Giang, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Là hai câu thơ ca ngợi sự đậm đà, thơm ngon và rất đặc trưng của tô bún cá Kiên Giang. Tô bún cá Kiên Giang là sự kết hợp hết sức nhuần nhuyễn hương biển, vị đồng như chính nét đẹp riêng có của vùng đất Kiên Giang. Nhìn vào tô bún cá, trước tiên thực khách sẽ bị lôi cuốn bởi màu đỏ cam đẹp mắt của những con tôm biển. Loại tôm nhỏ nhưng thịt săn chắc, da ngọt, được lột và xào nên con tôm chuyển màu đỏ cam tự nhiên. Tiếp đến, màu trắng phao của miếng thịt cá lóc trên tô bún sẽ khiến thực khách chưa ăn đã phải say lòng, vì loại cá này chính hiệu là cá lóc đồng U Minh, thịt săn chắc và ít tanh. Tô bún cá nghi ngút khói, ăn cùng với giá sống, rau thơm, ớt xay và một chén nước mắm kiệu điệu nghệ để chấm cùng thịt cá lóc sẽ khiến thực khách say sưa thưởng thức đến khi mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ chảy ròng ròng mới đã đời. Món bún cá miền Tây đã đủ làm thực khách say lòng rồi, nhưng mà chưa hết đâu quý vị nhé. Miền Tây còn độc đáo với món bún mắm. Đây được xem là món ăn phổ biến miệt Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau hay là Bạc Liêu. Bún mắm miền Tây đặc sắc như là bản hòa ca của ba dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer vậy đó. Giữa cá nước ngọt, nước lợ và cả cá biển khổng lồ ở miền Tây còn cho ra đời nhiều loại mắm ngon danh trấn, hương vị thơm ngon nổi tiếng khắp năm châu bốn biển. Từ đó, các món ăn từ mắm cũng được người Nam Bộ sáng tạo cho ra đời nhiều món đặc sản có một không hai. Trước tiên phải kể đến món bún nước lèo. Có thể nói cùng với Sóc Trăng, Trà Vinh là một trong hai kinh đô của bún nước lèo, một loại thức ăn đậm đà bản sắc của cộng đồng người dân tộc. Nước lèo được nấu với mắm bột hóc của người Khmer. Khởi thủy, món chỉ có mắm nấu với cá, ăn với rau là món ăn hết sức dân dã đồng quê. Với sự giao thoa và sự kết hợp với văn hóa Việt, Hoa, bún nước lèo hiện nay có thêm chả giò, bánh cống,
và thịt heo quay. Hai nguyên liệu khác góp phần tạo hương và vị cho nước lèo chính là cây sả và củ ngải bún, có hương thơm dịu dịu, vị ngai ngái, không chỉ làm át đi mùi tanh của cá mắm mà còn tạo mùi thơm đặc trưng cho món ăn. Bún nước lèo ăn cùng với bộ rau đúng điệu phải là bắp chuối bào, hẹ tâm, giá, rau thơm. Ngoài ra cũng cần chuẩn bị sẵn muối ớt, ớt hiểm xanh, nước giấm ớt để món ăn thêm phần hấp dẫn. Một món bún mắm đặc trưng của miền Tây là bún gỏi già. Bún gỏi già với hương vị độc đáo luôn tạo sự tò mò cho thực khách về cách chế biến. Thành phần của một tô bún gỏi già cũng giống như tô bún riêu, bún mắm, bún nước lèo, nhưng khác ở chỗ nước súp đậm đà mùi vị tương xay, mắm và một ít mè chín. Bí quyết của món bún gỏi già là tép và nước súp ngọt đậm. Những loại gia vị này giao hòa với nhau tạo thành một hương vị hấp dẫn đặc trưng không lẫn vào đâu được. Đây là một tô bún đặc sắc nhờ hội đủ các chất đạm, chất béo, rau tươi và nhiều thứ gia vị thơm tho. Chỉ ngửi và nhìn thấy con tép màu đỏ tươi trên mặt tô sóng sánh nước cũng đã nổi thèm. Còn thịt đùi heo luộc thái nhỏ vừa giòn vừa béo, thêm vị cay cay bùi bùi của tương và ớt làm cho người thưởng thức cứ nhớ mãi. Các bạn thân mến, bao nhiêu năm rồi cho dù là xã hội đã phát triển hơn, nhiều của ngon vật lạ hơn, nhưng các món bún vẫn đậm đà hương sắc ruộng đồng, vẫn thu hút được rất nhiều thực khách. Dù đơn giản hay là cầu kỳ thì các món bún đã trở nên quen thuộc và thật sự trở thành một món không thể thiếu trong đời sống ẩm thực của những con người quanh năm sống gắn bó với sông nước miệt vườn hay là xuôi ngược đâu đó trên dải đất hình chữ S, đều giữ một vị trí rất là quan trọng cho những món bún quê hương miền Tây Nam Bộ.